Hi, xin chào các bạn và mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ngày hôm nay Duy có hai cái chiếc xe rất là đẹp, rất là sang trọng các bạn. Một là V250 AMG, hai là chiếc xe Maybach GLS 480. Hai chiếc xe này thì có hai cái khoang thương gia các bạn. Ngồi rất là sướng luôn ha, rất là đã luôn. Thì ngày hôm nay Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem hai cái chiếc xe này, xem cái chiếc xe nào có một cái khoang thương gia ngồi thoải mái hơn các bạn nha. Ok, mời các bạn. Mercedes V250 AMG thì sử dụng hệ thống cửa trượt, cửa lùa hai bên các bạn. Cho nên là khi mà Duy mở cửa này ra, các bạn sẽ thấy là Duy đi lên đi xuống các bạn, nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều so với là khi mà Duy sử dụng cái cửa mở ha. Đó thì giống như là cái nội thất ở nhà mình thôi các bạn. Nếu mà chúng ta sử dụng cái hệ thống cửa trượt này thì nó sẽ tiết kiệm không gian hơn rất là nhiều. Đó, và Duy thấy một điều đó là với là ông bà hoặc là cha mẹ ha, người lớn tuổi các bạn, thì khi mà bước đi lên đi xuống của cái chiếc xe V250 AMG này thì Duy thấy một điều là chắc chắn nó sẽ dễ dàng hơn khi mà chúng ta bước lên một chiếc xe SUV. Đó, có thể là chiếc xe SUV Maybach GLS 480 này, đây là một cái chiếc xe Maybach các bạn được trang bị cái hệ bệ bước ha, rất là chắc chắn, rất là to luôn. Đó, nhưng mà một lát nữa Duy nghĩ là Duy sẽ bước lên trên chiếc xe đó sẽ khó hơn cái chiếc xe này ha. Đó, bởi vì là chiếc xe này có một cái gầm xe nó sẽ thấp hơn so với cái GLS rất là nhiều. Đó, cộng thêm một cái nữa là các bạn thấy nè, khi mà Duy mở cửa cái khu vực này nó rất là thoáng luôn, nó sẽ không bị cản lại bất kỳ một cái gì hết ha. Cũng như là bây giờ Duy sẽ, khi mà Duy sẽ đi xuống xe nè các bạn, Duy sẽ, các bạn sẽ thấy ha. Đó, ở đây sẽ có một cái tay nắm ha, Duy sẽ bước xuống ha. Đó, nếu mà Duy nghĩ là đối với các ông bà lớn tuổi chân yếu các bạn thì có thể là dễ dàng bước lên cái chiếc xe này. Đó, hiện tại bây giờ thì các bạn sẽ thấy là cái vị trí ghế ngồi này Duy đang điều chỉnh ở một cái mức là vẫn ưu tiên rộng rãi cho người ngồi phía sau. Nếu mà trong trường hợp mà không có người ngồi phía sau các bạn thì Duy có thể là đẩy cái ghế này ra phía sau hơn nữa, thì cái cảm giác mà Duy bước lên bước xuống của chiếc xe V250 này, AMG này, thì Duy nghĩ là nó còn thoáng và dễ chịu hơn rất là nhiều ha. Đó, các bạn thấy nè, V250 AMG được trang bị hai cái ghế thương gia ở hàng ghế thứ hai này, và cái ghế này nó rất là to luôn và nó có hai cái bờ bắp tay ở bên hông nè các bạn. Đó, khi mà chúng ta ngồi vào cái ghế này thì cảm giác là nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Và các bạn thấy cái ghế này nó rất giống như là một cái ghế bành, một cái ghế sofa ở nhà của chúng ta các bạn. Duy cảm thấy là cái chiều cao của cái ghế này các bạn thì nó sẽ cao hơn khi mà chúng ta ngồi một chiếc sedan hoặc là một chiếc xe SUV cỡ nhỏ ha các bạn. Đó, bởi vì là các bạn thấy là hiện tại bây giờ cái chân của Duy, bạn đầu gối của Duy nè, vẫn rất là vuông góc ha, với lại cái ghế nè. À, các bạn thấy không? Có nghĩa là cái chiều cao của cái ghế này nó rất là vừa phải. Thì Duy nghĩ là những cái chuyến đi đường dài hoặc là những cái chuyến đi xa, ông bà lớn tuổi hoặc cha mẹ của chúng ta ngồi lên cái vị trí ghế này thì nó sẽ thoải mái ha các bạn. Đó, và đặc biệt nữa là V250 AMG còn trang bị được một cái chỗ để chúng ta gác chân này các bạn. Mặc dù đây là một cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà các bạn thấy Mercedes-Benz rất là chăm chút trong cái công thái học ghế cho cái hàng ghế này. Đó, chỉ cần đặt cái chân lên ở đây một chút xíu thôi các bạn là chúng ta cảm thấy rất là thoải mái rồi ha. Đó, còn nếu mà chúng ta muốn nằm thì chúng ta có thể là bật cái ghế này ra một chút xíu các bạn, thì sẽ nằm rất là ngã ra rất là nhiều về phía sau luôn. À, bởi vì Duy cố gắng ngã hết mức có thể nha các bạn. Đây là mức ngã tối đa của cái ghế của chiếc xe V250 AMG này rồi đó các bạn. Đây ha. À, những cái chuyến đi dài các bạn thì Duy nghĩ là chúng ta phải cài thêm cả cái dây beo ha, và chúng ta nằm xuống thì Duy nghĩ là cực kỳ thoải mái luôn các bạn. Đó, chắc chắn một điều đây là một cái thế mạnh của cái chiếc xe V250 AMG so với lại cái chiếc xe Maybach GLS 480. Bởi vì là cái Maybach GLS 480 của chúng ta bạn chỉ ngã tối đa là 43,5 độ thôi ha, ở một mức ngã coi như là nhiều hơn so với những dòng xe thông thường, nhưng sẽ không nhiều hơn so với lại cái chiếc xe V250 AMG này được. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là ở khu vực này có một chỗ để chúng ta đặt điện thoại nè các bạn. Có nghĩa là khi mà chúng ta ngồi ở một cái quãng đường rất là dài các bạn, thì hầu như là chúng ta sẽ bỏ hết những cái vật dụng ở trong túi ha, như là điện thoại đó ra bên ngoài đó, ở đây hoặc là ở trong một cái hộc này các bạn, để cho cái chân của chúng ta cảm thấy là thoải mái nhất có thể ha. Có thể là kể cả là ví ở trong túi sau các bạn, chúng ta có thể là cất ở khu vực bên này ha. Đó, chúng ta sẽ tạo cho chúng ta cái cảm giác là thoải mái nhất có thể ha. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái ghế của chiếc xe V250 AMG này còn trang bị là kể cả cái tính năng làm mát ha, làm nóng và cả massage luôn các bạn nha. Đó, đây là một cái khu vực ghế rất là tuyệt vời các bạn. Đó, và chất liệu da của cái ghế hàng ghế thứ hai này các bạn, nó sẽ khác so với là hai ghế trước cũng như là khác với là hai ghế sau. Chất liệu da này rất là giống như là da nắp ba. Đó, khi chúng ta ngồi vào cái ghế này thì nó sẽ thoải mái hơn, mát mẻ hơn, mềm mại hơn so với là những cái ghế còn lại các bạn ha. Đó, khu vực này thì các bạn sẽ thấy còn có trang bị thêm ta để cốc ha, làm nóng và làm mát cốc nè các bạn. À, với tính năng này thì Duy cũng đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều rồi. Khu vực trên này thì chúng ta có thể là điều chỉnh cái máy lạnh của chúng ta ha.
cho cái hàng ghế ở phía sau này, cũng như là từng cái ghế đều có một cái vị trí để chúng ta lấy gió máy lạnh ha, rất là thoải mái, cũng như là đèn. Ngoài ra tiếp theo nữa các bạn, thì trên cái ghế của chiếc xe V250 AMG này còn trang bị hai cái cổng Type-C để chúng ta có thể là sạc điện thoại ha. Không phải sạc điện thoại không, các bạn thấy chỗ này đây là cái chỗ để điện thoại thôi, chứ không phải là sạc không dây các bạn ha. Đó, chúng ta muốn sạc điện thoại thì chúng ta sẽ sử dụng dây cắm ở đây. Nó cũng rất rất là tiện lợi các bạn, mặc dù không cần phải sạc không dây, nhưng mà như thấy đây là một cái chi tiết mà Mercedes-Benz trang bị cái cổng sạc ở đây thì nó cũng rất 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 là hợp lý các bạn ha. Ngoài ra cái ghế của chiếc xe V250 AMG của chúng ta còn trang bị một cái bờ bắp chân các bạn, thì nó cũng không khác gì cái chiếc xe Maybach các bạn ha. Đó, và đối với các ông bà lớn tuổi của chúng ta, bạn bị khớp ha, bị chân yếu bạn, thì cái việc mà sử dụng cái bờ bắp chân này lên thì đây là một cái điều rất rất là tuyệt vời luôn các bạn nha. Đó, và đối với Di các bạn ha, mặc dù là lúc nãy Di đang ngồi ở một cái vị trí bình thường đó, sau khi là Di sử dụng cái bờ bắp chân này, chỉ cần bờ nhẹ lên cái chân của Di một chút xíu thôi các bạn, thì Di đã thấy cái chân của Di nó rất rất là nhẹ luôn rồi, huống chi ông bà của chúng ta mà chân bị yếu các bạn ha. Đây là một cái tính năng mà thật sự rất rất là tuyệt vời trên cái chiếc xe V250 AMG này, cũng như là cái chiếc xe Maybach GLS các bạn. Đây là một cái ghế thật sự rất là thoải mái và rất là công thái học luôn. Đó, các bạn sẽ thấy là ở cái khu vực này, cái chỗ tựa tay của chúng ta nó sẽ ngắn hơn so với bên này. Đáng lẽ thì cái tựa tay này có thể là làm dài ra như thế này các bạn, để cho hai cái tựa tay này nó sẽ ngang nhau, như thế nó sẽ đẹp hơn. Nhưng ta làm cái tựa tay này ngắn hơn các bạn, thì chừa một cái khoảng này để cho chúng ta dễ bước lên bước xuống ha các bạn. Thì thật ra nhà sản xuất họ đã tính toán rất là nhiều rồi. Bây giờ Di sẽ bước xuống này các bạn. Đó, người chúng ta chỉ việc nhấc qua như thế này thôi. Đó, và chúng ta sẽ bước xuống ha. Nó rất là nhẹ nhàng luôn các bạn nha. À, thật sự đây là một cái ghế rất rất là tuyệt vời trên chiếc xe V250 AMG. Ok, bây giờ Di sẽ bước lên trên cả chiếc xe Maybach GLS 480 này. Khi mà Di mở cửa ra thì có một cái bệ bước rất là to, rất là chắc chắn ha, trên cái chiếc xe Maybach GLS 480. Và cái bệ bước của chúng ta có thêm một cái logo Maybach nữa ha, rất là sang trọng các bạn nha. Ok, bây giờ Di thử bước lên nha các bạn, coi nó có dễ hơn hay là khó hơn so với lại cái V250 AMG không. Đó, thì Di sẽ bước cái chân này lên trước các bạn, và sau đó ha sẽ như thế này. Có thể là đối với ông bà lớn tuổi các bạn, khi mà bước lên cả chiếc xe GLS 480 này thì nó sẽ hơi khó khăn hơn so với là cái V250 AMG. Nhưng mà khi đã bước lên trên cái ghế này, ngồi đã ngồi vào rồi các bạn, thì thật sự ha cực kỳ thoải mái rồi, không thể nào bàn cãi ha, về cái độ êm, độ thoải mái của cái ghế xe trên những dòng xe Maybach của Mercedes-Benz. Đó, và một điểm nữa các bạn, bởi vì đây là hệ cánh cửa mở theo cánh các bạn, nó sẽ khác so với lại cánh cửa mà trượt của chiếc xe V250 AMG, cho nên là cái không gian chỗ này chắc chắn nó sẽ không thoáng và không có thoải mái như là cái V250 AMG đâu. Đó, và một cái ưu điểm đối với cái dòng xe cửa trượt các bạn, khi mà chúng ta bước xuống các bạn, khi mà chúng ta mở cửa này ra thì nó sẽ an toàn hơn cho cái người đi đường ở phía sau các bạn ha. Đó, còn khi mà ngồi vào cái vị trí này rồi các bạn, thì thật sự ha không có điều gì mà có thể là bàn cãi. Chiếc xe này nó, cái ghế ngồi này các bạn, nó đầy đủ hết tất cả những cái tiện nghi đó các bạn. Đó, vị trí ghế ngồi của Di hiện tại bây giờ vẫn rất là cao ha, đầu gối hiện tại bây giờ vẫn đang ở một cái thế rất là thoải mái các bạn. Và đặc biệt các bạn, cái ghế của cái chiếc xe Maybach GLS 480 này nó có một cái độ chủng bạn, nó sẽ độ chủng xuống dốc như thế này. Đó, nó sẽ khác so với là cái thế ngồi của chiếc xe V250 AMG ha, một chút xíu. Đó, cái khu vực này các bạn sẽ thấy không, nó sẽ cao hơn ở khu vực ở bên trong này. Đó, và ghế của chúng ta chắc chắn một điều là bạn cũng được trang bị thêm cái bờ bắp chân nè các bạn ha. Đây là một cái chi tiết không thể nào thiếu trên cái ghế thương gia các bạn ha. Đó, cũng rất là giống trên cái chiếc xe V250 AMG. Khu vực này thì chúng ta sẽ có thêm cái chỗ để chúng ta sạc điện thoại không dây nè. Và đặc biệt các bạn, Maybach thì lúc nào cũng sẽ được trang bị thêm một cái bàn gấp để làm việc ha, hoặc là một cái bàn gấp để chúng ta có thể là ăn nhẹ ở trên xe luôn ha. Đây là một cái điểm rất là sang trọng ở trên cả chiếc xe Maybach GLS 480 này. Khu vực này thì các bạn cũng có chỗ để làm nóng ha, làm mát cốc ha, khu vực điều chỉnh máy lạnh của cái xe ở khu vực này. Ở màn hình giải trí chúng ta có thể là xem phim, nghe nhạc, hoặc là có thể là điều chỉnh mọi cái tính năng của cái chiếc xe này ở thông qua cái màn hình này đúng không bạn, ngay cái màn hình ở thương gia luôn. Hai bên thì đều sẽ giống nhau hết. Đó, đối với cái ghế ngồi này thì không có bàn cãi rồi các bạn. Ở đây còn có thêm một cái máy tính bảng để chúng ta cần sử dụng những cái tính năng của xe các bạn, thì thay vì chúng ta phải chồm lên này, chúng ta sẽ điều khiển cái màn hình này thì không cần thiết nữa các bạn nha. Chúng ta có thể điều khiển ngay trên cái khu vực máy tính bảng ở đây luôn ha. Đây là một cái thiết kế mà thật sự nha, Mercedes-Benz rất là chú trọng cho cái người ngồi ở hàng ghế phía sau này.
Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ngồi ở khu vực này chúng ta còn thể là đóng được cửa sổ trời, mở rèm cửa sổ trời ha, cũng như là đóng hai cái rèm ở hai bên luôn. À, rất là tiện nghi cho cái hàng ghế này. Và bây giờ Di sẽ thử bước xuống trên các chiếc xe GLS 480 này, xem nó có thoải mái như trên các chiếc xe V250 AMG hay không ha. Đó, trên này thì sẽ có một cái tay nắm cửa nè các bạn ha. Di nghĩ là đối với những cái người trẻ, người khỏe các bạn thì cái việc bước lên bước xuống trên các chiếc xe Maybach GLS 480 này thì đó là một chuyện bình thường bạn. Nhưng mà đối với ông bà lớn tuổi của chúng ta bạn thì chúng ta sẽ hơi cẩn thận một chút xíu ha. Trên này sẽ có một cái tay nắm nè các bạn. Đó, và chúng ta chỉ việc ha nhích người qua bên chỗ này một chút xíu ha, và nắm ở đây nữa thì đi xuống ha. Đó, như thế thôi đó. Và Duy nghĩ là một điều chắc chắn rồi, bước lên bước xuống trên một chiếc xe SUV, mặc dù là xe của chúng ta còn trang bị thêm cái bệ bước nữa, nhưng chắc chắn không thể nào thoải mái như trên cái chiếc xe V250 AMG, một chiếc xe MPV có cái gầm xe thấp hơn, cũng như là xe V250 AMG sử dụng cái hệ thống cửa trượt lùa. Ok, vừa rồi thì đó là cái cảm nhận của Duy về cái ghế thương gia của hai cái chiếc xe Maybach GLS 480 cũng như là V250 AMG. Đó là cái cảm nhận của Duy các bạn. Thì nếu các anh chị mà các bạn đang quan tâm tới mẫu xe V250 AMG hoặc là Maybach GLS 480 này thì Duy mời các anh chị và các bạn cứ đến showroom bên Duy ha, để trải nghiệm hai cái ghế thương gia của hai cái dòng xe này. Ok, để biết thêm chi tiết về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hoặc là V250 AMG hoặc là Maybach GLS 480 này thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.